Hỏi nốt con này về nha. Không có xăng nữa nha. Dám giật mặt con quỷ nhỏ à? Con này con quỷ nhỏ nha các bạn. Con kia con cu nhí. Im. Thôi nốt con này về. Bay đi con. Bay mút chỉ luôn. Như còn con trên đúng không? Đó bắt con này đi. Kìa kìa ngay cống à, ngay cống à. Ngay cống luôn. Đó bạn. Đơn giản. Bắt quá dễ dàng, mấy con gần quá. Kiếm con dí bắt mà hụt. Hứa này. Các bạn một con nữa nha. Giữ cho sống đi. Hay chết queo luôn rồi. Chết rồi, bóp chết rồi. Nãy là nó bắt con nhí là bóp con chết này, rồi. Con này con máy nó bóp mạnh đó các bạn. Bắt chết queo rồi. Lóng khô rồi kìa. Trời ơi, tin được không? Thấy đã không các bạn? Con này sống nè. Sát thủ đường phố luôn nha. Sống không? Sống gì nổi, bóp cỡ đó mà sống. Bóp mạnh quá. Con này là đổi mồi không có được nha các bạn. Con này không thả được rồi. Nó không buông mồi đâu bạn. Thì lớn luôn rồi. Đổi con kia vô đi. Nữa hả? Cho nó ăn xíu đi chứ. Con này nè các bạn, còn sống nữa các bạn. Không biết còn sống không? Giữ xíu coi còn sống thì thả nha. Yếu yếu thì lấy về cho nó ăn luôn. Bỏ vô túi đi. Tiếp tục con ơi. Con này muốn héo nụ luôn rồi. Gần quá rồi. Ừ. Có túi không, bỏ con này vô đi. Xíu nó sống rồi thả. Chưa thấy nó yếu yếu lắm rồi á. Tiếp tục vô bạn. Con nó gần quá dễ bắt quá. Bắt mấy pha xa xa mới đẹp. Để dòng lại bắt bầy này nha các bạn. Thấy nguyên bầy xẻ luôn. Dính hạt nước. Thôi dính. Một con nha các bạn. Xẻ mới mưa xong ngu quá các bạn. Này hai anh em chơi lầy luôn. Trời mưa mà đi săn luôn các bạn. Mưa lạnh. Má bóp chết luôn. Rồi bóp chết rồi sao tao phóng trên đi. Con này con mái nó có siết mạnh lắm các bạn. Bữa con kia con trống còn giữ lại cho sống được chứ. Con này bó tay rồi. Nó tao chưa kịp quay gì hết mày bay rồi. Khứa này. Mau lắm. Lụm cu nhí nữa các bạn. Mày. Ui thấy lông quá trời lông. Chụp vuột vuột lông các bạn. Chân lông quá trời. Này các bạn, chụp trúng cái đuôi. Quá trời lông. Quá nhỏ cho cô nhí. Thôi làm lại. Trời ơi, chụp cái gì không? Chụp cái đuôi ta con. Lên đường tiếp nha anh em. Rồi lụm luôn đi. Dính không? Dính nữa hả? Trời dính con nữa các bạn. Easy game. Này chắc nó lụm láng hết rồi. Nè các bạn, dính con nữa nè. Săn mới có 5-10 phút à. 3 con, 4 con à. 3 con. Lụm xẻ như lụm gỏi các bạn, con này chết luôn các bạn ơi. Chết không? Chết rồi. Vô à. Dỡ đường đuôi tay vô. Con này háo đó các bạn. Đưa tay nó chụp luôn. Tập đổi mồi đi, đổi mồi kia vô. Nó không chịu. Không chịu hả? Con này trước kia nó chịu rồi. Hưng hận hư là vậy. Ừ. Thì cho nó ăn con này luôn đi, chết rồi mà. Mấy con chết này cho nó ăn nha các bạn. Con nào còn sống khỏe mình thả.
sống mà yếu yếu mình cũng để coi nó khỏe mình mới thả à, không thả ra chết cũng uổng. Hay quá con ơi, trời mưa đi săn lông ướt mềm. Cho nó ăn xíu rồi săn tiếp nha các bạn. Anh em đi săn lựa mấy chỗ mà vắng người vậy nè, khu công nghiệp hay là công viên rồi đó, để nó dướng dây với lại nó bay chúng ta. Bạn coi con chim nó tia nè, vừa chạy xe nó tia nè, đầu chọc lóc. Người khu này chắc có đó, khu này vắng. Lấm. Rồi một bầy luôn. Nó vô cây rồi. Nó bên đây rồi nè. Người ta bay vô cây rồi bắt người ta. Dí hụt nhưng mà mấy con sẻ nó còn quần trong cây các bạn. Bắt luôn. Bắt dính rồi sao á, nghe ép ép ép. Dính rồi con. Dính không? Ừ dính rồi. Sẻ nó quýu quá, nó nhảy nhảy trong cây á. Bắt luôn. Làm sao gỡ đây, nó chui. Hả? Gỡ ấy ra đi. Gỡ cái khóa ra. Cho ăn con đó luôn đi. Vừa đào tàu mày, đâu. Ngon tay chứ không phải mồi đâu mà xiết con. Ừ, đủ mấy giấy mà bắt được tính được không? Con bả đang mà... bả đang nằm ngay đây mà con sẻ nó nằm trong bụi nè các bạn. Nó nhảy giỏng bả bay vô bả bắt luôn. Con kia hụt, con này chắc sống á. Lấy con khác ra đổi cho nó đi. Lấy con. Anh sống không? Sống không? Con đang sống. Thả con này ha. Con này thả nha các bạn, còn sống khỏe. Thả cho về với mẹ nó, con này sẽ non luôn. Bay con. Trời ơi. Không để tên được bắt hụt mà mỗi lần đi săn anh em mình lấy hai con thôi nha các bạn, về cho nó ăn thôi, tại ngày nào nó cũng săn mà, săn đủ ăn thôi. Sẻ cũng biết đem về làm gì, săn về phải live stream mới đúng chứ sao quay clip hả. Kiếm một con dí mà chưa thấy các bạn. Chụp con dí mà chụp vô đuôi. Đâu có hả? Ngoài có mấy con nha, dưới bãi cỏ. Tao không thấy luôn mày chụp được mày hay rồi đó. Thì thấy nó tung thì mình cứ thả thôi. Bắt được con nữa nha các bạn. Không thấy luôn á trời. Đơn giản. Quá đồ quỷ này đơn giản. Sống không? Chết quèo. Để nó bắt hụt mẹ đó. Nó chỉ cần như đó thôi. À, uống máu con này khỏe liền. Cái mỏ dài quá rồi, về bấm mỏ đi nha. Nó để cái là lũng thịt liền. Để lũng liền. Nhưng mà nó không xé được, mỏ dài quá. Về cắt bấm bớt mỏ cho nó. Con thứ mấy à? Thứ 5 hả? Thứ 6, thứ 7 gì. Dạo vậy mấy con. Trên kia còn kìa các bạn. Trên kia nó xuống mấy con nữa kìa. Lên dứt luôn đi. Con trên đây nhỏ các bạn. Ngay sát lề luôn ạ. Chết ngắt. Một con nữa nhỏ các bạn. Quá trời luôn. Nói ra bãi này săn là ghiền luôn ạ. Chết ngắt nữa rồi. Con
này cũng như con kia các bạn. Con gì mà chống là gỡ phóng sinh được chứ con này là kết queo. Tại là chết, đụng là chết rồi. Tại bóng nó lắc quá. Không không? Tại bóng em ơi. Học này mịn vô bụng không có chứ. Thôi gỡ được coi nó xong mới thả nha. Chứ mẹ thả ra cho nhỏ lật lìa cũng được. Rồi các bạn, sát thủ đường phố luôn á. Trên kia còn một bầy nữa kìa. Bình tĩnh con ơi, còn nhiều lắm. Nay rồi săn đã luôn. Bây giờ tao cất bãi cho mày mà. Sống không? Sống khỉ, chết queo rồi các bạn. Thôi lên bắt mấy con kia đi. Bình tĩnh. Cái gì căng thẳng hết á, máu lắm rồi. Khô lông rồi kìa. Làm công viên nha các bạn. Trời chết ngắt, chết ngắt. Trời pha này đẹp nè, pha này dí xa. Pha này dí xa ha. Có ổn áp. Pha này bay xa ghê. Con này không có con nào sống nổi đâu. Con nãy hên hên mới sống thôi chứ. Một con nữa nha các bạn. Rồi cho nó ăn luôn đi. Đừng gỡ vội. Rồi bóp. Chết luôn tại chỗ luôn. Bóp ngay đầu sống gì nổi. Cho bắt vài con nữa về đi. Tối rồi. Nay mưa quá đi trễ rồi. Nay đúng ra là anh em mình không đi đâu. Trời mưa đi luôn. Nhà thấy con chim tới cử là hiểu rồi. Không cản được. Cản không nổi. Tới cử mà không cho nó đi săn. Nó điên. Tiếp tục. Hả? Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Cố lên. Gần về mà không bắt ta. Ông nó nói sẻ nó khinh thường nó quá. Vì đứng 2 mét. Chứ giờ quẹo ra lại là bắt á. Nó chắc chết nè, hai con chắc chết nè. Rồi lụm con. Trời ơi, mày giỡn mà. Bay vòng ù đá luôn. Bay vòng cái cục đá luôn các bạn. Bay vòng ù đá bắt. Như chít chít liền. Giỡn mặt. Rồi nốt con này về nha. Không có săn nữa nha. Dám giật mặt con quỷ nhỏ hả? Con này con quỷ nhỏ nha các bạn. Con kia con cu nhí. Im. Thôi nốt con này về. Không mưa có săn gì nữa hết nha. Mưa quá trời mưa luôn. Nghe không? Nhìn cam rồi vẫn đẹp. Ổn định. Con này con cuối đi sống không? Chết ngắt luôn à. Ô trẻ qua cái ụ đẹp ghê á. Bay vòng qua cái ụ lụm. Chết ngắt. Thôi đi về. Về luôn. Về. Thôi làm con phóng sinh nữa mới về được chứ. Nữa hả? Kìa. Con nó xuống á. Rồi, lụm. Trời ơi, chơi mà hụt.
Trời hả? Ấy, dính kìa. Dính mà dài nó không dính. Ủa? Tưởng nó xỉ chứ. Thấy con kia nó bay rồi mà. Ừ. Bắt lên không có lôi ép không bạn nghe. Phai đẹp ghê không bạn? Bắn trên không. Mình tưởng hụt rồi chứ. Vậy mà anh tưởng hụt. Đu, sao sẽ tàu luôn, chịu nghe. Ghê. Ừ, xe tàu có lùng luôn. Chắc xong con này anh em mình kết thúc clip nha các bạn. Trời tối quá rồi, mưa rồi. Mưa nhỏ giọt xuống rồi nè. Rồi hy vọng các bạn thích clip của anh em mình nha. Chắc khoảng ngày vài ngày nữa anh em mình ra clip tiếp. Sub kênh để theo dõi nha các bạn. Con này sống thả ha. Thôi cuối ngày thả con cho nó hên nha các bạn. Con này còn sống nè, nó bóp nhẹ. Rồi mọi người thấy hay đăng ký kênh giùm mình nha. Bay đi con. Bay mút chỉ luôn. Tội gì mà không quay tầm này. Rồi chào mọi người nha. Anh em mình kết thúc chuyến đi săn.